Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo review trên cao của Nếm TV. Và đã lâu rồi thì mình mới có thể là có một cái máy bay mới để review cái mô típ này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn tới một cái địa điểm cực kỳ là đẹp tại Hà Giang. Và mình sắp review giới thiệu mọi người, đây là chính là anh Hiệp, cơ phó của mình ngày hôm nay. Anh cũng chính là chủ quán cà phê Núi Cấm. Và không nhiều lời nữa, chúng ta sẽ cùng nhau cất cánh nhá. Và 2, 1 Nếm. Ok. Nào bây giờ ra đây anh. Anh em mình sẽ review cho mọi người cái view này. Và thực sự thì mình mới tới đây được có vài phút thôi. Tuy nhiên là mình rất là mê cái chỗ này. Bởi vì có thể là nhìn thấy toàn cảnh ở Núi Cấm và thành phố Hà Giang. Đây, đây là hình ảnh của mình và anh Hiệp đang đứng. Bây giờ thì mình sẽ nhờ anh Hiệp cung cấp thông tin cho mọi người nhé. Anh ơi, thế thì cái Núi Cấm này vì sao nó lại có cái tên gọi là Núi Cấm anh? Cái này, Núi Cấm thì từ ngày xưa thì người dân người ta gọi là Núi Cấm rồi, thì theo mọi người cứ thế là thành gọi là Núi Cấm. Có phải nó liên quan đến cái quân sự hay gì không? Có một vài cái chuyện nó kể là có về bên chiến tranh. À, tức là ngày xưa ở đây là có lực lượng nào đóng quân ở đây không anh? Không, cũng như có một cái đoàn quân nó chạy lên chạy như kiểu bị thua, nó chạy lên núi à, tức là của nó trốn ở trên núi và bị chặn ở dưới. Là người từ lâu chưa? Từ rất, nói chung là lâu rồi, lâu lắm rồi. Thế thì không nhớ được năm, lâu. Thế những cái nhà cũ mà em đang nhìn thấy này là cái nhà gì ạ? À, khu đấy là một khu kiểu nghỉ dưỡng cái resort của một công ty ngày xưa họ làm, nhưng họ họ mình ngưng không làm nữa, dừng lại. Bây đây đây đúng không? Để hoang. Đây bây giờ để hoang. Ừ. Ồ, tức là phí nhỉ. Nhưng phí mà tuy nhiên thì em thấy chỗ này chỉ nên để kiểu lên ngắm cảnh thôi. Ừ. Chỗ này thì có ai lên không làm kiểu nhà hàng, quán bar, phòng nghỉ các thứ kiểu, nhưng mà nó không làm nữa. Thế nhưng mà trên này có ai có được cắm trại không anh? Cái này thì mình cứ thoải mái mà không sao. Chưa có đúng không? À, có. Chưa ai lên. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem qua những cái nhà cũ ở đây. Thực ra mình thấy rất là phí, bởi vì là mình thấy cái vị trí nó rất là đẹp. Mà ở bên trên đỉnh núi em thấy có một cái gì ấy anh? Trên đỉnh núi thì có một cái bốt của Pháp, mấy cái của chùa. À, của Pháp. Ừ. Chùa ở đây gọi là chùa gì anh? Chùa Hộ Quốc. Chùa Hộ Quốc. Ừ, Hộ Quốc tự. Đây, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem, anh sẽ chỉ cho em cái vị trí. Bên trên chỗ này là cái gọi là trung tâm tiếp sóng Núi Cấm. Núi sóng. Ừ. À, ok. Có cột truyền hình đấy. À, thả nái em thấy đấy. Em thấy nó có báo tín hiệu đây là bay cẩn thận rồi. Ok. Ừ. Thì mình sẽ bay cẩn thận hơn một chút. Bây giờ thì mình sẽ đưa cái máy bay ra xa một chút và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thành phố Hà Giang từ trên cao nhá. À, đây, đây chính là vị trí của Núi Cấm và xuống dưới này là cái con sông gì đây anh? Sông này gọi là sông Lô. Sông Lô ạ. Đầu nguồn Hà Giang, đầu nguồn. Đầu nguồn của sông Lô. Chảy qua Tuyên Quang và về Vĩnh Phúc là chạm vào sông Hồng. À, hóa ra đây là chính là con đầu nguồn của sông Lô. Đúng rồi. Nó có bắt nguồn từ bên phía Trung Quốc không anh? Đúng rồi, nó bắt nguồn từ bên phía Trung Quốc. Ồ. Bên cách đây khoảng 20 cây. Nói về Hà Giang ấy thì các bạn cũng biết là Hà Giang có rất nhiều những cái con sông đẹp nổi tiếng như là sông Nho Quế. Rồi đi kèm đó thì mình thấy cái Hà Giang là có những cái dãy núi đá cao và nó được công nhận là công viên địa chất toàn cầu từ rất lâu rồi anh, 2000 mấy, và đấy là một cái điều rất là vinh dự đối với Việt Nam. Sau Hà Giang thì có cả Cao Bằng nữa, thì cũng mới được công nhận được 2 năm thôi. Đúng rồi. Thì Hà Giang này thì em thấy là để mà đi sang giữa hai bên con sông Lô này thì có mấy cây cầu anh? Phía xa xa kia là gọi là cầu Yên Biên 1, là cầu lâu nhất. Cầu gì? Yên Viên? Yên Biên 1. Yên Biên 1. Ừ. Và tiếp theo còn là cầu gì? Cái cầu gần đây là cầu gọi là cầu Yên Biên không? Cầu Yên Biên. Chết rồi. Vừa mới xây xong, hoàn thành vào năm ngoái năm kia. À, đây em gắn mic này cho anh nói rõ hơn, quên mất đấy. Cơ phó phải nói rõ hơn. Đây, ok. Thế thì em đang thấy là có ba cái chòi gì nó ở dưới bờ sông đây này. À, rồi là những cái quán cà phê ngồi để ngồi cạnh bờ sông họ làm đây này, quán cà phê. Đây chính là quán cà phê ạ? Ừ, ra ngoài bên trái. Cạnh chỗ mấy quán cà phê đấy là sẽ có cột mốc km số 0 ở đấy. À, ra là thế. Đây chính là một trong những cái địa điểm mà thường xuyên du khách tới đây để check in. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy được cái cột mốc số 0 nó nằm ở cái vị trí này nhá. Đó, chỗ mấy cái lùm cây nhưng mà sẽ không nhìn xuống dưới được. Ok, thì cố gắng được bao nhiêu thì cố gắng. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Đó, dưới chỗ này.
Các bạn nếu mà để ý kỹ thì có thể thấy là rất nhiều những cái xe, cái xe kiểu của du khách từ khắp nơi ấy, họ tập trung tại đây để check in cái cột mốc này. Thì mình nghĩ là khi tới với cả Hà Giang ấy thì chúng ta cũng nên tới đây thì mới biết được. Và cái điều này rất là đặc biệt khi mà Hà Giang này và Cà Mau là hai thành phố là duy nhất có cái cột mốc số 0, đúng không anh? Còn nhưng mà cái cột mốc số 0 ở dưới Cà Mau nó bé, nó cũng như kiểu cột mốc bình thường à, nó không to như này. Ờ, đây nó xây hẳn một, nó đây nó cũng là một, hầu như mọi người lên Hà Giang họ đều check in thế. Ok, thế thì còn cái sân quảng trường này gọi là sân Kỳ Đài, ngày xưa Bác Hồ đã lên trên và có gọi là phát biểu ở trên chỗ sân Kỳ Đài này. À, tức là đấy cái sân đấy Bác Hồ từng phát biểu ở đây. Tức là kiểu là nó đã là một cái tượng Bác Hồ ở giữa giữa sân à, đây rồi, đây rồi, thế thì đấy, rất là đẹp. Nói chung là đây là vị trí có thể nói là vị trí trung tâm của Hà Giang. Đúng rồi, đúng rồi, trung tâm ấy. Kể cả du lịch hay là chính trị, đúng không? Ừ. Trung tâm chính trị đấy, các văn phòng đều tập trung ở đây. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ bay ngược trở lại với cả cái con sông Lô này để chúng ta ngắm tiếp hai cầu, hai cây cầu rồi. Còn cây cầu nào không? Anh, cái hướng này là hướng đi đâu? Hướng này là hướng về dưới Hà Nội, Tuyên Quang. Vâng, Tuyên Quang, Hà Nội. Thế còn hướng ngược lại thì sao? Hướng ngược lại là mình sẽ đi lên các điểm du lịch, các bốn huyện vùng cao. Đồng Văn, Lũng Cú, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Ngọc Vàng. Đấy. Đấy, và phía xa các bạn nhìn thấy cái cầu, cầu này gọi là cầu Yên Biên 2. Nhưng mà cầu này có vẻ đang xây dựng lại đúng không? Họ đang bảo trì. Ồ. Ừ, nên là giao thông mấy ngày hôm nay là cũng hơi gặp bất tiện. Ừ, bất tiện. gần nhà sang ngõ. Đúng rồi. Nói về Hà Giang thì các bạn cứ yên tâm, bởi vì là ở đây có rất nhiều những cái nhà nghỉ, khách sạn, rồi là homestay cũng có, bởi vì nó là địa điểm trung chuyển. Chắc chắn là khi mà đến với du lịch với cả Hà Giang thì chắc chắn chúng ta sẽ phải trung chuyển tại đây. Và tuy nhiên thì những cái dịch vụ à không, em thấy dịch vụ về du lịch thì rất là ok. Vì rồi các phương tiện ở đây, ngay đây thì cũng mình thấy có một cái chỗ cho thuê xe máy. Cho thuê xe máy. Nói chung là chúng ta có thể tham khảo trên những cái trang booking để tìm ra những cái bên mà cung cấp chất lượng tốt nhất. Còn đâu mục đích của mình ngày hôm nay thì mình chỉ muốn là giới thiệu cho mọi người những cái cảnh đẹp mà mình thấy được khi mà mình đang đứng ở trên cái quán cà phê núi Cấm này. Và view nó rất là đẹp. Còn cái ngọn núi trước mặt thì nó là ngọn núi gì à, anh? À đấy, phía bên đối diện với ngọn núi Cấm là người ta gọi là núi Mỏ Neo. Mỏ Neo nhá, Mỏ Neo ạ. Ừ, tại sao lại có tên Mỏ Neo? Đây mình sẽ xoay cho mọi người xem này. Đây. Từ từ, chóng chậm không chóng mặt mất. Đây, ngọn núi rất cao. Đó. Nó gọi là núi Mỏ Neo, nhưng mà nếu mà không bị mấy cái mây cái che kia thì nhìn nó sẽ rất giống cái Mỏ Neo. À. Nó có hai chỗ này cong lên này. À, tức là nó có ba đỉnh. Giống cái Mỏ Neo ở cái thuyền ấy. Ba đỉnh đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Thế tức là hiện tại đang bị mây che mất. Núi Mỏ Neo. Ok, rồi. không biết là nếu mà bên đấy đang có dự án của MRC, nó sẽ xây dựng khu tâm linh cái thứ trên đấy, là có thể một là cắp treo, hai là nó sẽ làm đường lên du lịch tâm linh ạ, ở trên núi Cấm ở bên núi Mỏ Neo ấy. Ok. Thế thì bây giờ mình sẽ lại quay trở lại với thành phố đi anh. Nếu mà ở thành phố này anh, theo anh thì có những cái địa điểm nào mà hấp dẫn? Thì ở thành phố thì hiện tại chỉ có mỗi mấy địa điểm như ở trên núi Cấm này với lại cả km 0 thôi. Thế em thấy là có mấy cái nhà gì mà nó dưới sông nhỉ? À đấy là mấy nhà hàng, nhà hàng nổi à? Nhà hàng nổi thôi. À. Cũng bình thường. Ừ. Thôi nói chung là mỗi người mỗi gu. Chúng ta cứ thoải mái mà tự chọn thôi. Được cái là về ở Hà Giang thì nó có lạnh không anh? Ờ, cũng bình thường, nó nếu mà so với trên các vùng như kiểu Lũng Cú, Đồng Văn thì không bằng. Thế anh có biết độ cao trung bình nó ở đây là bao nhiêu với so với mực nước biển không? Ở đây thì không chịu rồi. Nhưng mà từ trên đỉnh núi lên xuống dưới chân thì chắc khoảng tầm 300-400 mét. Vâng. Để nói về cái cảm nhận của mình thì mình thấy Hà Giang, thành phố Hà Giang này khá là giống với cả thành phố Lai Châu, bởi vì nó cũng nằm trong một cái thung lũng như này và cũng là một cái con đường huyết mạch chạy qua, là cũng quốc lộ 4 đấy. Vâng, thì là cái tuyến đường này sẽ dành cho những người mà tự lái xe du lịch, bởi vì nó chúng ta sẽ phải bắt buộc phải qua đây.
thì mình thấy cái thành phố này nó khá là giống với cả thành phố Lai Châu, cũng được núi bao bọc xung quanh và cái cảnh mây tràn ở đây các bạn rất là dễ gặp vào những cái ngày, những cái tháng cuối năm và đầu năm sau, đúng không anh? Và mùa đông ấy. Đúng không? Rất là. Anh có cái lời khuyên nào cho các bạn để đến với những cái mùa nào đẹp nhất ở trên cái khu vực trên kia không? Hà Giang thì nói chung là mùa nào mọi người lên thì nó đẹp theo kiểu từng mùa. Còn mùa du lịch chính thì họ hay đi vào tháng 10, tháng 11 là 12 là mùa Tam Giác Mạch. Mùa hoa Tam Giác Mạch thì tầm đấy thì khách du lịch đông. Mình nghĩ như thế cũng hợp lý, bởi vì là nếu như bạn nào đã từng xem cái video mà mình giới thiệu về hẻm thú sản đấy, thì cái con sông đấy nó rất là đục vào mùa mưa. Bởi vì là cái lượng nước từ bên đúng Trung rồi. Quốc nó tràn về, nó tạo mang theo những phù sa nhiều, nó suối nhỏ trên đồi nó xuống nữa. Vâng, thì nó sẽ gây đục. Thì các bạn nên tới vào những cái tháng cuối năm như này, mùa khô thì sẽ hợp lý hơn. Đó, toàn cảnh Hà Giang rất là đẹp. Hà Giang thì còn ít nhà cao tầng, em thấy ít, đại đa số là ít nhà cao tầng, đúng không? Ừ, Hà Giang thì chưa có thành phố nhỏ. Vâng, nhưng mà sau này sẽ có, bởi vì là có những cái thì có, đang có của Vincom, họ đang xây dựng. Ồ, Vincom luôn ạ? Ừ, nó đang xây, nó đang lấy lại cái đất của sân vận động. Nó đang, họ đang làm rồi. Vâng, thì sẽ chắc là sẽ có cái tòa đấy cao nhất ở đây. Thế thì đấy, các bạn có thể thấy là cứ mây với núi nó cứ trùng trùng điệp điệp kia, nhìn rất là thích. Và ngồi đây mà uống cà phê ngắm cảnh thì rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ không ngắm thành phố nữa, bởi vì là mình cho các bạn ngắm thế là đủ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cả quán cà phê. Đấy, ui dồi ôi, chỗ này đẹp chưa anh? Đó, quán của mình ấy. Đấy, quán Núi Cấm. Cà phê Núi Cấm. Nhiều lúc khách lên họ hỏi tại sao Núi Cấm, mình bảo là cấm hỏi. hợp lý. Cấm tiếng Anh. Có nhiều khách nước ngoài lên đây không anh? Có khách nước ngoài họ đi bộ, hoặc là họ hầu như họ đi bộ lên. Cái con đường lên rất là dốc, nếu mà những xe những mà không quen đi đèo ấy thì phải đi thật chậm. Nó khoảng 16 độ. Đúng rồi. Nhưng mà ô tô với các thứ lên thoải mái. Thoải mái. Ô tô xe máy lên hai xe tránh nhau thoải mái luôn, các bạn cứ yên tâm. Đấy nha, sẽ ngắm lại cà phê Núi Cấm một vòng. Đi đâu mình cũng muốn giới thiệu những cái địa điểm hay, đẹp, hấp dẫn để cho chúng ta có thể là không bị lãng phí thời gian. Nhiều người đến thành phố Hà Giang là cũng không biết là trải nghiệm cái gì và ở đâu anh. Đúng rồi. Mình phải giới thiệu cho mọi người như thế. Cái địa điểm Núi Cấm của anh thì khoảng tầm từ lúc mở ra khoảng 25 thì mọi người lên là bắt đầu biết có một địa điểm là Núi Cấm. Nếu mà dừng ở thành phố thì lên đây check in là tốt nhất. Vâng. Nói chung là em nghĩ, nói chung là cảm quan của em thì em rất là thích. Bởi vì không phải là nịnh hay là VR gì, nhưng mà em thấy rất là đẹp. Đấy. Lại còn có cả một cái xe bus đây đúng không? Xe bus nó lấy ở dưới Tề Lỗ Vĩnh Phúc lên. Nếu mà những cái ngày mà gió lớn ấy thì chúng ta có thể chui trong quán, chui trong xe ngồi cho nó đỡ lạnh. Đúng rồi. Ok. Vậy là trong cái chuyến bay đến lần này, với sự giúp đỡ của cơ phó anh Hiệp và chủ quán cà phê Núi Cấm, thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái vị trí để chúng ta có thể là ngắm cảnh toàn cảnh thành phố Hà Giang. Nếu những cái lộ trình đi khám phá Hà Giang của các bạn có dừng chân tại thành phố Hà Giang thì hãy lên đây. Xin mời mọi người lên cà phê Núi Cấm để thứ nhất là để ngắm thành phố đã. Vâng. Sau có gì thì mọi người cùng trò chuyện với mình. Ok, bởi vì là anh Hiệp cũng là một người cũng có niềm đam mê du lịch giống như mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Còn yêu cầu review một địa danh nào đó tương tự giống như là cà phê Núi Cấm hoặc là thành phố Hà Giang thì hãy để lại trong phần comment. Mình sẽ cố gắng là bay hết Việt Nam để cho chúng ta thấy được cái toàn cảnh Việt Nam đẹp như thế nào nhé. Bye bye mọi người, mình là Tùng Nếm. Chào mọi người nhé.